chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linkin Store. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết từng bước cách để các bạn có thể chơi game trên iPhone bằng tay cầm Gamser thông qua ứng dụng Happy Chick. Thì hiện tại tay cầm Gamser bên mình là khá là nhiều người ưa chuộng, tại vì đây là chiếc tay cầm duy nhất, những mẫu tay cầm duy nhất mà hỗ trợ chơi game trên iPhone. Tuy nhiên thì có một số bạn là không biết cách sử dụng, tức là có một số game mà nó có sẵn phím thì các bạn có thể chơi được, tuy nhiên có một số game mà không phổ biến như là PUBG hoặc là Liên Quân thì phím không có sẵn, là bạn phải tự map phím từ chiếc tay cầm Gamser này vô game. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cách mà map phím thông qua ứng dụng Happy Chick luôn. Thì việc đầu tiên thì các bạn phải có ứng dụng Happy Chick trước đã. Thì ứng dụng Happy Chick các bạn có thể tải thông qua trang chủ là gamser.hk, thì đã có nhiều video hướng dẫn tải ứng dụng này rồi. Thì các bạn vô ứng dụng này và các bạn tải những cái game thông qua ứng dụng này. Việc đầu tiên các bạn là phải chuẩn bị game, tức là có những một số game mà các bạn tải từ App Store về nó trùng với game Happy Chick á, thì các bạn phải xóa game App Store đi đó. Rồi các bạn chọn game các bạn tải, thì hiện tại nó cũng đang bị lỗi chưa khắc phục được, tuy nhiên là các bạn vẫn có thể tải game bình thường nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn game rồi. Thì có khá nhiều game hỗ trợ cho iPhone, hiện tại thì Happy Chick nó thêm mình đếm sơ sơ thì khoảng 60 mấy, gần 70 game hỗ trợ cho iPhone. Thì đây nó mới cập nhật một cái game đó là Dream Liquid Soccer đó. Bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn cách map phím cho game này luôn đó. Mình sẽ mở game này lên. Thì các bạn lưu ý giúp mình một thứ, tức là tất cả những cái game mà các bạn tải Happy Chick về á, các bạn mở lên thì đều nó sẽ hiển thị một cái tay cầm nhỏ màu xanh dương ở góc trên đó. Các bạn có thể thấy cái tay cầm nhỏ màu xanh dương ở đây đó. Bắt buộc phải hiện cái tay cầm này thì các bạn mới có thể map phím được đó. Rồi sau khi vô game xong thì các bạn thực hiện kết nối thôi. Các bạn sẽ ấn vào đây và các bạn ấn hình tay cầm là ấn connect lần là báo lỗi thế này hả. Rồi sau đó các bạn ra ngoài cài đặt, các bạn làm theo từng bước như mình hướng dẫn là nó sẽ kết nối một cách rất là đơn giản. Mở Bluetooth lên, rồi ok, mở Bluetooth xong thì các bạn cầm tay cầm lên, các bạn lật cái giữa. Thì đối với tay cầm Gamser T1S và G4S thì các bạn sẽ nhấn tổ phím là Y với lại Home hả. Còn tay cầm G5 thì các bạn chỉ cần nhấn nút giữa thôi. Đó, nó sẽ hiển thị hình trái táo đây nè, các bạn có thể thấy. Đó, nhấp nháy này rồi. Các bạn sẽ vô game và ấn connect lại lần nữa. Rồi khi nào các bạn thấy ở trên hình tay cầm màu trắng nó chuyển sang lá cây, tức là Gamser đã được kết nối thành công với điện thoại. Là các bạn sẽ thấy là trên chiếc tay cầm đèn nó sẽ không nháy nữa. Đèn sẽ không nháy ở nút quả táo nữa mà sẽ hiển thị một cái đèn xanh đứng im. Rồi giờ các bạn sẽ mở game lên. Đầu tiên là khi vô trận đấu thì các bạn có thể thấy trên màn hình game này là nó có những cái nút để xác định là đá, truyền, rồi di chuyển. Đó, tổng cộng thì trên game này nó cũng đơn giản cho nên nó có 4 nút. Thì việc của các bạn bây giờ là các bạn sẽ map phím trên tay cầm này vô 4 cái nút. Nút di chuyển và 3 nút bên hông này để các bạn có thể đá được game trên iPhone. Giờ mình sẽ làm mẫu luôn, tạm dừng một chút. Thì để làm được map phím vô bất kỳ loại game nào tải Happy Chick về á, thì các bạn sẽ ấn vô hình tay cầm nhỏ đây và các bạn nhấn setting. Các bạn có thể thấy là những cái hình nút nó hiển thị lên trên màn hình điện thoại này tương ứng với lại những cái ô đá. Đây là những cái nút trên tay cầm. Giờ mình sẽ xóa để mình làm cho các bạn xem. Đó, thì bây giờ các bạn muốn kéo nút nào ra trên tay cầm tương ứng thì các bạn kéo ra đặt đúng vị trí đá. Ví dụ như ở đây L là cần A-lock bên tay trái nha, cần A-lock bên trái. Các bạn kéo ra đây là nút di chuyển. Đó. Rồi sẽ có nút B, X, Y thì mình kéo ra đây. Mình kéo ra góc này cho thành nút đá tương ứng với lúc nãy trên màn hình. Nói chung là các bạn phải xác định được vị trí của cái nút đá để các bạn kéo nút tay cầm ra tương ứng. Đây. Theo mình nhớ thì nó như thế này. Đó. Các bạn ra chết xem là nút Y hơi lệch chút này, mình kéo lại nút Y. Đó, kéo Y vào trong. Các bạn có thể tùy chỉnh độ lớn nhỏ của cái nút này. Tùy chỉnh độ lớn nhỏ các bạn bằng cách ấn vô một nút cái, sau các bạn kéo cần này. Đó, nó sẽ thành độ lớn nhỏ cho các bạn. Sau khi map phím tất cả các nút tương ứng xong thì các bạn cầm tay cầm lên và thử thôi.
Thì mình sẽ thử cho các bạn xem luôn. Đây, các bạn thấy nó analog di chuyển này. Rồi, bàn những cái phím này. Đấy, phím nó ăn này nè. Phím B này, X này, Y này. Đó. Ok, chung quy lại thì đây là cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể map phím một cái game đơn giản như là Real Madrid Soccer. Thì có những game hơi rắc rối một chút, hơi nhiều nút một chút thì các bạn phải chịu khó ấn setting và các bạn kéo từng nút ra nè, các bạn kéo nút ra và khi các bạn kéo mà các bạn cảm thấy muốn bỏ thì các bạn sẽ có hình thùng rác này đó. Sau đó các bạn kéo thả thì các bạn muốn bỏ lúc nào thì các bạn kéo nó vô hình thùng rác thôi đó. Các bạn nhấn vào xong kéo vô hình thùng rác là nó mất, rất là đơn giản thôi đó. Thì sau khi map phím xong mà các bạn muốn lưu lại thì các bạn sẽ nhấn Save As trên này, đặt một cái tên gì đó, ví dụ như là banh chẳng hạn đó. Thì từ sau các bạn vô không cần phải cài lại phím nữa, và các bạn chỉ cần làm một lần duy nhất thôi, một lần duy nhất thôi là các bạn có thể dùng tay cầm, và lần sau là các bạn chỉ cần kết nối là chơi thôi. Rồi, ok, giờ thì mình sẽ sử dụng chiếc tay cầm Gamer T1S này để trải nghiệm game Real Madrid Soccer một lúc cho các bạn xem. Ok, hy vọng qua video vừa rồi là các bạn có thể biết được cách sử dụng chiếc tay cầm Gamer kết nối với iPhone và chơi game bất kỳ trên iPhone. Clip này mình chủ yếu là hướng dẫn cho các bạn cách map phím một game một cách cơ bản nhất. Thì các bạn có thể map phím tùy ý, tùy theo cách mà các bạn muốn sử dụng, cũng như là các bạn muốn chơi game gì, game MOBA hoặc là game đua xe. Thì nó sẽ có từng cách map phím riêng và các bạn có thể tìm hiểu trong phần cài đặt của ứng dụng Hoi Chích hoặc là trong cài đặt của game đó. Ở một setting lúc nãy mình chỉ đó, các bạn có thể tùy ý theo ý thích của các bạn. Và cái mình cũng chưa khám phá hết mọi chức năng của những chiếc tay cầm Gamer này, rất là hay. Trong các video sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn về hệ điều hành Android, tại vì hệ điều hành Android hơi khó một chút, nó cũng tùy thuộc vào loại chip, rồi loại tùy vào dòng điện thoại nữa. Nó hỗ trợ cái ứng dụng Gamer nó không có tốt cho lắm bằng ứng dụng iPhone. Nói chung thì tay cầm Gamer nó hơi kén chọn một chút nha. Rồi nếu các bạn thấy video có ích thì hãy đừng quên like và subscribe kênh YouTube của là cái channel nhé. Chào tạm biệt các bạn.